Thưa quý vị, người Việt tin rằng đi lễ chùa tháng Giêng không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào tự nhiên, bỏ lại bao vất vả phiền muộn để hướng đến cái tâm tốt lành, điều thiện, từ đó có thêm năng lượng sống cho một vòng quay 365 ngày mới. Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp văn hóa thì việc đi lễ đền chùa đầu năm vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục, nhất là khi niềm tin tâm linh bị lợi dụng trở thành mê tín. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 11 chỉ đạo bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Thực hiện công điện này, các cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có những hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra đúng quy định. Ước từ ngày mùng 1 Tết đến nay đã có khoảng 4.000 lượt khách đến chùa Linh Sơn Cổ Tự, phường 2, thành phố Vũng Tàu để chiêm bái lễ Phật. Dù lượng người đến chùa đông, nhưng công tác đảm bảo an ninh an toàn vẫn được chùa đảm bảo, không để xảy ra các hiện tượng mê tín dị đoan xuất hiện nơi chốn cửa Phật. Mình đến chùa thì mình thấy không khí trong chùa rất là ấm áp, an vui và các thầy phân công cho mọi người bảo đảm an ninh trong chùa rất là tốt. Không có những cái lộn xộn buôn bán mất trật tự và xe cộ để rất là an toàn. Rồi Phật tử đi lên chùa dâng hương cúng Phật thì cũng không có những cái hoạt động mê tín dị đoan. Mọi người lên như là lễ chùa thành tâm thôi. Ở đây thầy có xây dựng cái đội ngũ là gọi là ban trật tự, thì gồm có 12 thành viên và chia đều ra các nơi để đảm bảo an ninh trật tự của chùa và để cho mỗi người Phật tử đi tới lễ bái ở đây đã có một sự yên tâm hơn. Thành phố Vũng Tàu hiện có 78 cơ sở tự viện Phật giáo, trong đó có 4 chùa được xếp hạng là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Theo ước tính của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vũng Tàu, trong 15 ngày qua, các cơ sở tự viện Phật giáo trên địa bàn thành phố đã đón hơn 50.000 lượt người tới tham quan, chiêm bái lễ Phật. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng và thông bạch hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an vui, an toàn, tiết kiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các chùa trên địa bàn thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, phản cảm. Tình trạng đốt vàng mã được khắc phục. Thay vào đó, các cơ sở thờ tự dành nguồn lực tập trung cho công tác thiện nguyện, an sinh xã hội cho địa phương. Trước Tết, Trung ương Giáo hội cũng đã có một cái văn bản gửi cho Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành và các tự viện trên toàn quốc về vấn đề hướng dẫn cái việc tổ chức lễ Tết và những cái chương trình trong cái tháng Giêng năm Giáp Thìn. Thì cái nội dung công văn thì chúng ta tổ chức theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, bảo đảm cái sự văn minh, an toàn, trong đó tổ chức lễ cầu an, tụng kinh dược sư, các Phật tử đi chùa thì phải ăn mặc kín đáo, văn minh và không có những cái tập tục mê tín dị đoan, làm công tác thiện nguyện hoặc là những công tác an sinh xã hội. Tại thị xã Phú Mỹ, từ 30 tháng Chạp đến nay, mỗi ngày có khoảng 5 đến 10.000 lượt người đến thiền tôn Phật Quang viếng chùa lễ Phật. Du khách đông nhưng công tác tổ chức tiếp đón, phục vụ Phật tử, người dân, du khách được tổ chức rất bài bản, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được chùa thực hiện nghiêm túc. Hoạt động lễ Tết tại chùa được cho là an toàn và văn minh vì ít nhất có 3 cái không. Cái không đầu tiên là không mê tín, là từng hoạt động tâm linh của chùa đều mang tính giáo dục rất là cao về yêu nhân loại, yêu đất nước. Thứ hai, không mất trật tự. Tuy số lượng người về tham dự rất là đông, lên đến hàng chục ngàn người, nhưng mà ai nấy đều nề nếp và chúng tôi cũng có lực lượng bảo vệ và lực lượng tình nguyện viên rất là đông để hướng dẫn tận tình, chu đáo cho quý Phật tử. Thứ ba là không mất vệ sinh, để mà đáp ứng cho một ngôi chùa là không có rác và giữ gìn vệ sinh môi trường, chúng tôi có đội ngũ tình nguyện viên rất là nhiệt tình và dọn dẹp khắp nơi trong chùa. Mỗi năm về đến chùa thì thấy không khí là rất là trật tự luôn, không có chen lấn, rất là đông nhưng mà đông bà con nhưng mà rất là trật tự, xếp hàng ngay hàng thẳng lối, không có chen lấn. Mình đến đây thì chú đi đến rất nhiều lần nhưng mà an ninh trật tự chú thấy là đây là tốt, và cái sự đón tiếp Phật tử đến lễ chùa, mọi người đến đều vui vẻ.
Với sự nỗ lực của các chùa, đa số người dân khi đi vãng cảnh chiêm bái đã tìm được sự an lạc trong tâm thái, qua đó có ý thức hơn trong việc bảo vệ và phát huy văn hóa tâm linh nơi cửa Phật như một nét đẹp của văn hóa truyền thống bao đời của dân tộc.